Ngày 6 tháng 12 năm 2021, tỉnh ủy Hương Yên có kế hoạch số 57 do Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy ký về điều động luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2025. Sau đây chúng tôi xin tóm tắt một số nội dung kế hoạch. Kết hợp luân chuyển với điều động cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín cho công tác cán bộ, tình trạng bảo thủ, trì trệ của một số cán bộ, tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp huyện không là người địa phương. Về quan điểm nguyên tắc phải bảo đảm tính toàn diện liên thông đồng bộ thường xuyên liên tục, phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đánh giá, sắp xếp bố trí sử dụng cán bộ. Cán bộ luân truyền phải là cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch, có triển vọng phát triển, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác tốt, quan tâm lựa chọn, phát hiện cán bộ trẻ có năng lực nổi trội. Đối tượng điều động là cán bộ lãnh đạo các sở ban ngành địa phương mà trận tổ quốc đoàn thể tỉnh thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý có đủ tiêu chuẩn điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cán bộ được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 6 tháng. Đối tượng luân chuyển, cán bộ là nguồn quy hoạch các chức danh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý chiêu qua luân chuyển đi cơ sở, cán bộ trẻ có năng lực triển vọng trong nguồn quy hoạch diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Tham gia công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ, 10 năm tính từ thời điểm đi luân chuyển, cán bộ luân chuyển để bố trí không phải là người địa phương. Thời gian luân chuyển cán bộ ít nhất là 3 năm đối với một chức danh từ nay đến năm 2025 dự kiến số lượng điều động tối thiểu 10 đồng chí, luân chuyển tối thiểu 6 đồng chí. Các ủy các cấp tiếp tục quán triệt sâu chủ trương của Đảng về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm, thống nhất trong hành động của cấp ủy, đội ngũ cán bộ đảng viên. Định kỳ hàng năm và khi cán bộ hết thời gian luân chuyển, tập thể ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo địa phương, cơ quan đơn vị nhận xét đánh giá cán bộ được luân chuyển theo quy định.